Giờ để làm cái gì khi mà bây giờ chị có chồng rồi chứ thật sự. Có thằng em từ sống màn đêm tàu chiến ngược chiến. Khoan, từ nhỏ hiểu rõ mình đẹp trai mấy chị gái cứ gạ mình hoài, chờ tới cái lúc mình sống màn đêm tàu chiến ngược chiến. Gái cứ gạ mình hoài, chờ tới cái lúc mình như ma thì mấy chị lại đi mất rồi. Nghĩ tới lúc ấy mình sao ngu, sao lúc đó không gạ luôn trời. Và chờ tới giờ để làm cái gì khi mà bây giờ chị có chồng rồi, tiếc thật sự.